Hello, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel của Beng Beng Gaming. Ngày hôm nay video này thì Beng Beng Gaming sẽ gửi đến anh em một cái whitelist IDO của một tựa game rất là hot mà mình tin rằng á, cái tựa game này á, nó sẽ gọi là một cái sự bùng nổ trong thời gian sắp tới. Lý do vì sao thì đây là tựa game có tên là Bemil anh em à. Đây Bemil Coin đây. Đây là tựa game mà mình đã review ở trên kênh của Beng Beng Gaming với một cái tựa game mà đã có game sẵn rồi, đã chạy game luôn rồi và đang có hơn 100.000 lượt tải rồi ở khắp các khu vực gần như là Đông Nam Á này mà. Đấy, và bây giờ mới phát hành được token nhưng game đã chạy và đã gọi là thu nhập được rồi, earn được rồi anh em à. Đấy, nên là vì thế thứ nhất là cái game đã có sẵn, cái thứ hai tạo thu nhập rồi, cái thứ ba đã có một cái cộng đồng, một cái lượng fan nhất định rồi, thì mình nghĩ rằng và cái game Bemil này á, dự án Bemil Coin này á, nó sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Biết đâu được khi anh em tham gia IDO có thể ít lên rất nhiều lần, đúng không anh em? Và trước khi vào video á, thì Vũ bản thân của mình á, muốn nhắc với anh em rằng á, là đây á, những thông tin mà Beng Beng Gaming gửi đến anh em á, thì mục đích á, là nhằm là thông tin thôi, không phải là một lời khuyên đầu tư nha anh em nha. Nhưng Beng Beng Gaming luôn đưa anh em tới một vị thế cực kỳ an toàn, đó là vị thế của làm IDO. Nên là vì thế anh em chịu khó làm IDO sang IDO nha anh em nha. Rồi ok, vậy thì các bước làm như sau. Đầu tiên anh em thì hiện tại á, Bemil Coin này đang có một cái sự kiện là ở trên GameFi này mà. Đây, và thời gian là còn một ngày nữa thôi, nên anh em hãy làm nhanh nha, biết đâu anh em sẽ là người chiến thắng, đúng không anh em? Đây, như những lần trước á, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà làm ở trên GameFi như thế nào. Mình sẽ để lại đường link phía bên dưới anh em làm theo nha. Sau khi á, anh em làm xong rồi á, anh em nhấp vào đường link á, đây là cái chương trình, đây chương trình. Thì cái chương trình này á anh em, thì có tổng cái pool của cái chương trình này á là đang có là 2.000 đô, thì chia cho 100 người thì mỗi người mua được 20 đô anh em nha. 20 đô mà nhân lên 100 200 là chuyện là quá ngon luôn anh em à. Đấy. Ok. Rồi. Và sẽ chọn ra được 500 người gọi là chiến thắng ở cái vòng whitelist, và trong 500 người đó sẽ có tỷ lệ chọi 1 năm, là 500 người đó sẽ có 100 người mua được anh em nha. Nên là vì thế anh em tranh thủ làm nha. Rồi ok, sau khi anh em nhấp vào đường link phía bên dưới phần mô tả video á, mình sẽ để lại dưới á, thì nó sẽ ra một cái giao diện như vậy. Anh em thứ nhất á, anh em sẽ điền vào, anh em hãy điền tên nè, họ tên nè, email anh em nè, các thông tin của anh em, ví dụ là địa chỉ ví của anh em nè, đó, tài khoản Twitter, tài khoản Telegram, và bấm xác nhận nha anh em nha. Sau khi xác nhận xong sẽ ra cái này. Rồi anh em nếu anh em là người mới á, anh em sẽ thấy nè, đầu tiên anh em hãy follow cái Bemil này, mình đã follow nè, GameFi anh em follow nha, anh em follow nha. Đó, ok anh em nha, mình cũng đã follow xong rồi, mình bấm. Rồi tiếp tục nè, anh em hãy join vào cái group chat của Telegram của đây Bemil nha, mình cũng đã join vào rồi anh em à. Rồi tiếp theo, sau khi lúc chat xong rồi thì anh em continue nè. Đó, rất đơn giản đúng không anh em? Đây, tiếp tục nữa, vào GameFi luôn, mình cũng đã vào GameFi rồi anh em à. Rồi, tắt cái này đi nha. Rồi, continue nè. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp tục luôn anh em à. Ok, continue nè, mình cũng đã vào rồi nè anh em nè. Rồi vào hết rồi. Rồi tiếp tục nha. Rồi subscribe cái channel này của GameFi, và mình cũng đã subscribe rồi anh em à. Rồi, mình đã bấm mình xác nhận thôi anh em nha. Các bước rất đơn giản, thật sự rất đơn giản luôn. Add cái GameFi này ở trên cái whitelist của CoinMarketCap của bạn. Đây, ok. Thì ở đây thì mình đây. Ok. Đây mình sẽ, anh em là chưa có tài khoản, ví dụ nè, khi mà anh em bấm vào đây nè, đó anh em bấm vào đây, bấm vào số sao nè, anh em chưa có tài khoản, anh em đăng ký tài khoản nha, điền email thôi là xác nhận là ok rồi. Ok anh em à. Đây, đây ở bên này nè, đó em nè. Rồi ok anh em nha. Rồi tiếp theo, sau cái bước này rồi á, thì chúng ta add thêm cái GameFi trong protocol của cogetco nữa anh em. Đó, ok. Cogetco nữa anh em. Đây. cũng giống như vậy thôi. Đấy, anh em là ẹt thôi nè, nếu sao nè, login nè, ok nha, rồi login thôi. Ok, rồi tiếp theo đó các bước thôi, anh em nhớ làm nha anh em, những cái bước này cực kỳ đơn giản luôn. Join vào cái Bemil này ở trên cái Facebook group Bemil Official này anh em. Ok, mình đã tham gia nè, anh em bấm vào chỗ này nha, tham gia là ok, xong continue nè. Rồi câu hỏi bao nhiêu triệu coi à? B nha anh em, 1 triệu nha, tỷ nha, 1 tỷ nha. Ok, A nha anh em, BUSD nha. Rồi sau khi anh em làm xong tất cả các bước á, thì đây là cái bước mình thể lấy đường link này mình đi giới thiệu thêm bạn bè của mình để có thể là tăng cái tỷ lệ mà chúng ta có thể trúng lên nha anh em nha. Thì còn 32 đồng hồ 32 tiếng nữa thì anh em hãy làm nha anh em nha. Và những cái mà mình hướng dẫn anh em đây thì rất mong anh em sẽ là người may mắn. Và nếu anh em là người may mắn trúng thưởng á, thì anh em nhớ hãy quay lại video này, hãy comment ở dưới dưới để mọi người cùng nhau chúc mừng nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Và một cái điều nữa mình muốn nói với anh em rằng á, khi anh em vào á, anh em hãy nhớ join vào cái cộng đồng Beng Beng Gaming nha. Đây nè, đây là group Telegram của cộng đồng Beng Beng Gaming nè. Thứ nhất ở trong này á, anh em sẽ được cái gì? Đầu tiên á, những thông tin cập nhật liên tục về những cái dự án mà Beng Beng Gaming review trên này sẽ cập nhật anh em liên tục và anh em sẽ không bị miss thông tin. Cái thứ hai á, cộng đồng Beng Beng Gaming cũng có một cái group chat này, anh em có thể vào đây. Thứ nhất anh em có thể chat trao đổi với nhau. Cái thứ hai nữa, vẫn ngoài cái việc mà chat trao đổi và chia sẻ kiến thức với nhau á, thì anh em sẽ được cái là tham gia được những cái chương trình gọi là thành viên tích cực mỗi tháng như vậy á, tới 800 đô lận em mà. Đấy, anh em hãy tham gia nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Và nhớ join vào cộng đồng Beng Beng Gaming nè, cộng đồng chơi game kiếm tiền tại Việt Nam luôn. Thành viên đã được 20.000 thành viên rồi, hơn 20.000 thành viên rồi. Đó là một cột mốc rất là mà bản thân của Beng Beng Gaming rất là cảm ơn anh em. Rồi đây, cộng đồng Beng Beng Gaming đây có rất nhiều cái để anh em học hỏi nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Và nếu mà thấy video này hay á, hữu ích á, thì cho Beng Beng Gaming xin một like, một subscribe của anh em nha. Và cảm ơn anh em và xin hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.